Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ review cái vỏ thùng loa kéo. Đây là vỏ 40 đôi nha, 40 đôi mẫu mới của mình đây. Đó thì mẫu này là 3 đường tiến, nó có hai lỗ lắp bát 40, hai phiểu chép kèn và hai cái lỗ để lắp loa trung 16. Đó thì cái mẫu này á, cái bo mạch á thì được lắp ở phía bên trên nha. Phía sau thì có cái hộp đựng mic, có cái lỗ để mình để micro á, cái hộp đựng micro á. Rồi, ở trên thì có hai cái lỗ để mình để cái mic dựng đứng lên. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái lưới ra bên ngoài ra cho cả nhà xem nha. Đó, bên trong này thì hai cái lỗ bát 40 đây. Thì ở đây là vỏ này là ván MDF nên mình không có lót bông nha. Đó, nếu mà anh em nào mà thích lót bông đó, thì mình cho bông kèm theo để về mình tự lót. Đó, thì ở đây mình sẽ đo hai cái lỗ này và cái bề dày thì nó là ván 1/8 nha. Đó, 1/8 ván MDF. Nó còn anh em nào muốn ván ép thì hãy comment cho mình nha, cũng như là các bạn giúp Lào, số giúp Lào ở trên màn hình á, mình sẽ tư vấn cho anh em lắp ráp cũng như là mua đồ nha. Đây là hai cái lỗ ra trung này, thì nó có cái mặt nạ, có cái mặt nạ nó có lưới luôn, anh em cứ yên tâm nha, không có sợ mà nó va chạm vào cái loa trung có lưới luôn. Đó thì ở đây nó có mấy màu như màu xám và màu đỏ đô và màu vàng, anh em nào mà quan tâm thì comment nha. Đây thì cái phiểu thì em xài phiểu chép răng vàng, cả nhà có thể là sử dụng 250, 350, 450 đều được nha. Trung thì xài trung 2 trung 16. Mẫu này 3 đường tiến nha. Nói chung là mẫu này mới mới ra nhất. Để mình quay review cho anh em xem. Thì cái vỏ này là kích thước của nó là chiều ngang. Mình sẽ chia sẻ cái kích thước dài, rộng, cao luôn. Chiều ngang của nó là 101 cm nha. Tiếp theo thì mình sẽ đo cái chiều cao. Chiều cao ở đây thì mình lấy từ cái mặt đất luôn nha, tính luôn cái bánh xe luôn á. Đó là khoảng 85, 84 đến 85 cm. Và cái chiều sâu á, cái chiều hậu, cái chiều rộng của cái vỏ thùng này là 50. Đó. Cái hộc á, mà để anh em mà lắp cái bo mạch á, thì kích thước là 19 38 nha. Đây nó có cái nắp đậy lại luôn nè. Đó, các anh em mà mở xong khi mình không có xài nữa thì mình đậy lại, nó đỡ bụi và nó sạch cái bo mạch của mình. Phụ kiện của cái vỏ thùng này đi kèm là có cái bát nha. Cái bát với hai cái con ốc để mình bắt cái bình ắc quy á. Còn lưới, bánh xe, họng chép, phiểu chép rồi đầy đủ nha. Vỏ này có thùng giấy nha, có thùng cắt tông luôn. Rồi anh em nào mà quan tâm thì comment cho phần bình luận cho mình nha, hoặc là đăng ký kênh. Và các bạn giúp Lào, số giúp Lào mình để trong màn hình đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.